năng lực chú đại bi. Có hai vị sư, hai tu sĩ đầu tiên đã thực hiện ba bước một lại. Họ đi từ thành phố San Francisco đến thành phố Seattle. Lúc đó chúng tôi vừa mới mua một mảnh đất ở thành phố Seattle để làm chùa. Vì thế họ lễ lại ba bước một lại đến đó. Khi họ lễ lại đến thành phố Seattle, sư phụ tuyên bố chúng ta sẽ tổ chức Ngày Hòa Bình Thế Giới để mừng sự viên mãn hành trình lễ lại này. Đó sẽ là lễ mừng kéo dài 3 ngày. Về cơ bản, đó là một pháp hội nhỏ. Chúng tôi sẽ có làm lễ, tham thiền và tụng kinh. Nhưng chúng tôi không có đủ chỗ cho tất cả những người tham gia. Vì vậy, chúng tôi tổ chức pháp hội này trong một công viên. Trong công viên tại thành phố Seattle. Lúc đó, ba tôi bị ung thư và tôi đang trì tụng chú Đại Bi. Mỗi ngày, tụng bài chú Đại Bi 108 lần vào nước và sau đó tôi đưa nước đó cho ba tôi. Khi sư phụ công bố pháp hội đó thì tôi đang làm việc tụng chú vào nước cho ba tôi một thời gian dài rồi và ung thư của ba tôi đã biến mất. Khi sư phụ thông báo chúng ta sẽ có Ngày Hòa Bình Thế Giới tại thành phố Seattle một tối nọ, lúc tôi đang tụng chú trước tượng Quan Âm và tôi có ý nghĩ là tôi muốn đi với sư phụ. Tôi thực sự muốn đến thành phố Seattle. Và sau đó, tôi nghĩ lại, tôi không thể rời khỏi chùa. Tôi phải làm công việc tụng chú vào nước đặc biệt này. Và sau đó phải đưa nước này cho ba tôi để mà tôi có thể uống nước này. Vì thế, sáng hôm sau, khi sư phụ đến chùa, Ngài nói với tôi, Quả Quy, con có thể đi Seattle với ta. Và tôi nói, Ồ thưa sư phụ, con không thể đi, con phải tụng chú Đại Bi cho ba con và đưa nước này cho ba con. Sư phụ nói, Phật Pháp chu biến khắp mọi nơi, không chỗ nào là không có. Nếu con có thành tâm thành ý thì con ở đâu cũng không quan trọng. Ta có đệ tử khắp thế giới và ta luôn bên họ. Và nếu con đang làm pháp môn này, con cũng nên biết điều đó. Con có thể thực hành pháp môn ở bất cứ đâu. Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời với tôi. Và xác nhận rằng Phật Pháp thực sự là không cố định. Phật Pháp thật khó diễn bày và bao la vô tận và chu biến khắp vũ trụ. Và thế là chúng tôi lên máy bay vào một ngày trước đó. Lúc đó chúng tôi không có máy điện toán. Chúng tôi không thể kiểm tra thời tiết ở thành phố Seattle hoặc kiểm tra tình trạng lưu thông trên xa lộ. Nhưng có người tìm biết ra rằng tại thành phố Seattle trời đang mưa và đó là một cơn bão lớn. Thành phố Seattle thường có lượng mưa lớn trong suốt cả năm và đây là một cơn bão lớn mùa đông và dự trù sẽ kéo dài trong 3 hoặc 4 tuần tới. Một cơn mưa tầm tã và có người đề cập chuyện này với sư phụ. Ngài nói, Ồ, đừng lo chuyện đó, ta sẽ lo chuyện đó. Thế là những người khác thì lái xe đến thành phố Seattle và tôi cùng sư phụ đi máy bay. Chúng tôi bay đến thành phố Seattle và tôi nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, thấy có một vòng tròn hoàn hảo rộng 10 dặm trên thành phố Seattle. Trong vòng tròn đó không có mây, giống như có người dùng compa vẽ một vòng tròn đường kính 10 dặm. Không có một giọt mưa nào trong vòng tròn. Khi chúng tôi đến phi trường thì trời đang mưa. Chúng tôi đi vào thành phố Seattle thì không có một chút mưa nào. Ở đó trời nắng, bầu trời trong xanh, bãi cỏ nơi chúng tôi đang tổ chức lễ hội đều khô ráo. Tôi không biết tin tức báo chí lúc đó nói gì về chuyện này, nhưng chúng tôi đã tổ chức pháp hội và tổ chức Ngày Hòa Bình Thế Giới. Chúng tôi lại lên máy bay và vòng tròn đó đã biến mất vừa ngay khi chúng tôi rời đi và tôi không nghĩ những người khác được nhìn thấy vòng tròn đó. Nếu tôi không lên máy bay với Hòa Thượng Tuyên Hóa, tôi cũng sẽ không nhìn thấy cảnh tượng này. Vì nếu quý vị đang ở trong công viên, ở khu vực nơi chúng ta tổ chức thì chỉ thấy dường như mây tách ra, trời không mưa. Nhưng từ trên không, quý vị có thể thấy vòng tròn rất rõ ràng này. Thật là kỳ lạ, thật rất là lạ lùng.
chú đại bi này, ai niệm thì người đó có cảm ứng, ai thành tâm niệm thì người đó đắc được cảm ứng. Chú đại bi này, nếu ai dùng thành tâm để niệm thì người đó có được cảm ứng linh diệu. Chú đại bi thông thấu khắp trời đất. Chú đại bi có thể chữa 84.000 loại bệnh trên thế giới, có thể chữa trị tất cả, nhưng chỉ với điều kiện là quý vị người trì tụng chú đại bi phải dùng tâm thành thì mới có được cảm ứng linh diệu. Mặc dù cần phải có thành tâm, quý vị cũng phải không nói dối, thì quý vị tụng trì chú đại bi sẽ có thể có sự cảm ứng linh diệu. Nếu quý vị mỗi ngày đều nói dối thì quý vị niệm chú đại bi sẽ không có sự cảm ứng linh diệu như vậy. Điều và tắc quả quy này, khi anh ấy ở giảng đường Phật giáo, anh ta tham gia khóa tu học mùa hè. Sau đó, anh thường đến đây dụng công tu hành. Phụ thân anh đã đến Luân Đôn năm ngoái cùng với anh ta, cả hai người đi du lịch. Tại đây, anh ta khám phá ra thân phục của anh, vừa biết là ông ta bị cancer, bị ung thư. Do đó, lúc đang du lịch lần đó, họ bèn nhanh chóng quay về, trở về Mỹ để chữa bệnh ung thư này. Để chữa bệnh cancer này, sau một thời gian cũng không đem lại kết quả gì tốt. Do đó, vào mùa xuân năm ngoái, tôi từ Hồng Kông gọi điện thoại. Anh nói anh muốn phát nguyện để phụ thân anh không chết vì bệnh cancer, ung thư này. Anh hỏi tôi phải làm sao. Lúc đó tôi nói anh niệm chú đại bi. Anh bắt đầu niệm 108 lần chú đại bi mỗi ngày. Sau đó, kết quả là bệnh cancer, ung thư của thân phụ anh không biết đi đâu mất, không còn nữa. Qua kinh nghiệm của tôi, nếu quý vị thật sự trì chú đại bi, thì đúng là vào nước sẽ không bị chết đuối, vào lửa sẽ không bị thiêu cháy, gặp dữ hóa lành, hoạn nạn, hóa cát tường. Nhưng quý vị cần phải dùng tâm chân thành của quý vị, tâm thực hành lâu dài để thọ trì độc tụng, thì sẽ có công hiệu. Chúng ta thành tâm đem hết lòng chân thành để giúp quốc gia thoát tai ương hoạn nạn. Chúng ta đem lòng chân thành khẩn thiết dùng chú đại bi hộ trì quốc gia, dùng chú đại bi làm tiêu tan tai họa, dùng chú đại bi làm tăng trưởng thiện căn và trí huệ con người. Ha ha ha,